Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của các bạn cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh, có rất nhiều nội dung thú vị, hấp dẫn đang chờ đợi các bạn vào mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe và ủng hộ kênh các bạn nhé. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tác phẩm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Phần thứ 27, Ba Con Mận. So với nhà con Xin, nhà con Mận ở gần nhà tôi hơn, chỉ cách một nghĩa trang chạy dọc theo đường lộ về phía biển. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có ý định qua chơi với con Mận. Chỉ có nó hay qua chơi nhà tôi, khi thì mượn tập, khi thì nhờ tôi giải dùm một bài toán khó. Trước đây tôi có qua nhà con Mận cũng là để cắt tóc, bây giờ tôi chỉ qua nhà nó khi mẹ tôi sai tôi. Ví dụ vào những lúc thằng Tường vắng nhà, đi mua đường, nước mắm, hột vịt, xì dầu hay là những thứ linh tinh khác. Từ ngày tiệm hớt tóc của ba con Mận đóng cửa, thế vào đó là tiệm tạp hóa bày bán đủ thứ lặt vặt. Không ai còn nhìn thấy ba nó nữa. Người ta nghi là ông bị bệnh phong. Mẹ con Mận không dám để ông lảng vảng ở trước nhà. Ai hỏi bà cũng bảo ông đang chữa bệnh trên thành phố. Chỉ có tôi biết ba con Mận vẫn ở trong nhà. Một lần tôi tới tìm con Mận để đòi cuốn tập nó mượn của tôi. Nó học dốt ơi là dốt. Nó lớn hơn tôi một tuổi, mặt mày xinh đẹp, nhưng hơi bị ngu. Gần đây tháng nào cũng đứng gần mép lớp. Mỗi khi thầy cô giáo ra bài tập, sắp đến ngày nộp bài, nó toàn mượn tập của tôi để chép. Lần đó tôi hỏi con Mận, sao mày học ngu thế? Nó không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. Tôi lại hỏi, về nhà mày không bao giờ học bài làm bài à? Nó vẫn không đáp. Nhưng tôi thấy nó lấy tay quệt nước mắt. Những giọt nước mắt của con Mận làm mềm trái tim tôi. Tôi tò mò ngắm khuôn mặt của nó. Cảm thấy tâm hồn nó dường như xa vắng lắm. Tự nhiên tôi ước giá như tôi chưa từng thốt ra những lời lẽ lỗ mãng vừa rồi. Ngần ngừ một hồi tôi khẽ tặc lưỡi và lúc lắc đầu như thể có một con ruồi đang đậu trên chóp mũi. Mày đừng buồn nữa. Mày chép bài chưa xong thì cứ giữ tập của tao. Tao không đòi nữa đâu. Mình chép xong rồi. Con Mận mỉm cười, yếu ớt. Tôi gãi gáy, nhìn con Mận như nhìn một dấu hỏi to tướng. Thế sao mày khóc? Mình phải lo cho ba mình. Thoạt đầu tôi không hiểu con Mận nói gì. Thậm chí là tôi bắt đầu nghĩ nó hơi điên điên. Mày phải lo cho ba mày. Tôi hỏi lại một cách máy móc. Ờ, vì vậy mình không có thì giờ để coi lại bài vở. Tôi tròn xe mắt. Ba mày lên thành phố chữa bệnh rồi mà. Con Mận sụt sịt đáp. Trong một phút tôi thấy mặt nó như héo đi. Ba mình vẫn ở trong nhà. Mẹ mình nhốt ba mình trên gác. Con Mận hạ giọng vo ve như sợ ai nghe lỏm, khiến tôi vừa dòng tai vừa nhìn chằm chằm đôi môi của nó để vừa nghe vừa đoán xem nó nói gì. À ra thế. Tôi đưa mắt tìm căn gác nhà con Mận, nhưng tôi không nhìn thấy vì căn gác nằm ở phía sau. Người bất giác run lên vì tiết lộ bất ngờ của nó. Ánh mắt tôi lại rớt xuống gương mặt u sầu của con Mận, đọng lại ở đó một lúc lâu. Lòng rất đỗi hoang mang, chỉ đến khi nó ngừng khóc, để bắt đầu xì mũi thì tôi mới quay mặt đi chỗ khác. Phần thứ 28, tôi không thể giữ bí mật. Từ khi biết được bí mật đó, lần nào đi ngang nhà con Mận hoặc là ghé nhà nó mua đồ, tôi đều có thói quen ngước mắt nhìn lên. Dù căn gác nơi ba nó ở bị che khuất bởi mái nhà ngang ở phía trước. Bữa đó khi chia tay, con Mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Bạn nhớ giữ kín chuyện này nha. Dĩ nhiên rồi. Tôi gật đầu, nhận ra giọng mình khẳng khái hơn bình thường. Có lẽ do câu chuyện buồn bã của nó. Phần khác do đôi mắt nó đột nhiên xám và lạnh đi trong bóng chiều, khiến tôi thấy lòng se lại. Tôi nghĩ lung suốt dọc đường về nhà. Tôi không biết mẹ con Mận làm thế có đúng không, nhưng tôi nghĩ chắc là bà khổ tâm lắm. Sau này đã nhiều lần tôi định hỏi con Mận rằng mẹ nó nhốt ba nó bằng cách nào, nhưng cứ mỗi lần định mở miệng lại như có một ngang họng. Tôi thấy câu hỏi nó nhẫn tâm quá, mặc dù tôi chỉ bị sự tò mò kích thích. Tôi đành phải hình dung trong đầu. Tôi mường tượng mẹ con Mận xích ba con Mận vào chân giường hoặc là vào cột nhà để ông không thể tự do đi lại. Cũng có thể bà không cần làm như thế, chỉ khóa trái cửa lại, là ba con Mận không thể tháo thân. Một thời gian dài đầu óc tôi cứ bị cột chặt vào các hình ảnh đó.
ngay cả trong giấc ngủ, đến mức nỗi bứt rứt của tôi có thể đã không kém gì con mận. Một chuyện ly kỳ như vậy mà không thể thổ lộ với ai càng khiến tôi khổ tâm ghê gớm. Nhưng tôi đã chót quả quyết với con mận và cay đắng nhận ra mình đang bị cầm tù bởi lời hứa của chính mình. Cho đến một ngày, tôi có cảm giác nếu tôi không nói ra được với ai về chuyện đó thì tôi sẽ chết. Người tôi sẽ nổ tung ra mất. Tôi bèn ngoắc thằng Tường ra sau hè. Chuyện gì quan trọng vậy anh hai? Tường dương mắt nhìn tôi khi hai anh em đã ngồi xuống chiếc đòn kê cạnh chuồng gà. Ờ, chuyện này quan trọng lắm. Tôi liếc thằng Tường và nhấn mạnh. Quan trọng nhất trong chuyện quan trọng tao từng nói với mày. Tôi thấy thằng Tường dùng mình một cái. Không rõ nó dùng mình thật hay là cố tình làm như thế. Tôi nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thẳng vào bí mật mà tôi sắp tiết lộ, và hấp tấp kể cho nó nghe chuyện nhà con mận. Nếu trước đây tôi đã từng nói nhanh thì cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này. Giọng tôi vấp váp và đôi chỗ lưỡi như líu lại. Nhưng tôi biết nếu tôi thong thả, có thể tôi sẽ không đủ can đảm để dốc ra hết những ý nghĩ u ám trong đầu. Phần khác, tôi tin nếu tôi nói như gió thì đó cũng là cách làm cho câu chuyện tồi tệ này qua phất cho rồi. Thằng Tường cụp mắt xuống, mặt nó tối lại khi nghe tôi kể xong câu chuyện. Trông nó như ngọn đèn vừa bị ai đó thình lình vặn tắt. Vai rũ xuống. Lâu thật lâu nó mới mở miệng. Chị Mận kể chuyện này với anh hả? Ờ, nó kể với tao. Vừa kể vừa khóc. Nó bảo suốt ngày nó phải chăm sóc ba nó, nên nó chẳng có thời giờ ôn tập. Tội nghiệp chị Mận quá ha. Tôi chép miệng. Tội nghiệp ba nó nữa. Tôi vò đầu băn khoăn. Tao nghĩ mãi, không biết rốt cuộc thì mẹ con Mận nhốt ba nó bằng cách nào. Em thì nghĩ là mẹ chị Mận khóa trái cửa phòng. Thế mẹ nó để ba nó được tự do trong phòng à? Nhỡ ba nó phá cửa xông ra thì sao? Ba chị Mận sẽ không làm thế. Tường tươi tỉnh đáp. Sắc hồng đột ngột quay trở lại trên gương mặt tái nhợt của nó. Tôi nhìn Tường ngờ vực. Mày dựa vào đâu? Tường giải thích không đợi tôi nói hết câu. Nếu muốn, ba chị Mận đã la hét hay là cầu cứu inh ỏi rồi. Ông đâu có cần phải phá cửa, anh hai. Cứ như thể có một tia chớp vừa xẹt ngang óc tôi. Như kẻ vừa thoát ra được ngoài rìa của cơn ác mộng, tôi nhìn Tường như nhìn một kỳ quan, mặt nở ra. Mày thông minh thật đấy, có thế mà tao cũng không nghĩ ra. Đang hào hứng, tôi chợt khựng lại. Thế chẳng lẽ ba nó lại thích bị nhốt à? Vừa buột miệng câu hỏi, tôi đưa tay véo môi một cái và tự trả lời. Gần như ngay lập tức, tao hiểu rồi, chẳng ai thích bị nhốt cả. Ba con Mận cũng thế, nhưng vì sợ con nên ông sẵn sàng sống trên gác đó thôi. Đôi mắt thằng Tường tốt nhiên xa xăm. Suốt đời sống trên gác, không đặt chân xuống đất, chắc là ba con Mận khổ lắm anh ha. Tôi vỗ vai Tường, như bằng cái đập đó dập tắt nỗi lo trong lòng của nó. Mày yên tâm đi, nửa đêm thế nào mẹ con Mận cũng mở cửa cho ba nó xuống nhà đi tiểu chứ. Phần 29. Tôi bắt đầu thích con Mận. Con Mận rất ngạc nhiên khi thấy dạo này tôi không chửi nó ngu nữa. Đã thế, mỗi lần có bài tập mới vừa giải xong là tôi lật đật chạy qua nhà nó, dúi cuốn tập của tôi vào tay nó nhiệt tình. Tao giải xong rồi nè, mày chép đi. Con Mận đón lấy cuốn tập, giọng cảm động. Sao dạo này bạn tốt với mình thế? Tôi cười hì hì. Tao tốt với mày lâu rồi. Tại mày... Mày ngu. Tôi tính nói tại mày ngu nên mày không biết đó thôi. Nhưng đến phút chót tôi lại tốp lại kịp. Nhưng con Mận đâu có ngu như tôi vẫn mắng nó. Nó nhìn tôi cười méo xẹo. Tại mình ngu nên công nhận ra hả? Tao đâu có định nói như thế. Tôi ấp úng đáp. Mặt đỏ lên, đầu xoay như trong chóng để nghĩ cách nói dối. Thực ra thì... Thấy tôi ngắc ngứ một cách khổ sở, con Mận động lòng. Bạn không cần nói nữa, mình hiểu rồi. Mày hiểu sao? Tôi thoát bụng lại, mắt vẫn bám cứng khuôn mặt dịu dàng của nó. Mình hiểu tại sao gần đây bạn tốt với mình. Con Mận trả lời thật mơ hồ. Nhưng cái cách nó nhìn tôi thăm thẳm, đầy vẻ biết ơn, cho tôi biết nó đang nghĩ gì. Tôi bẽn lẽn đưa mắt nhìn lên tán cây trước nhà nó, cố lảng chuyện. Cây bời lời nhà mày nhiều trái quá ha. Ờ, thều trèo lên hái đi. Đợi hôm nào chơi trò đến chuyện giả, tao sẽ qua hái. Trẻ con làng tôi thường chơi trò này. Chỉ cần một ống trúc bằng hai găng tay, chúng tôi chế ra một nòng súng rỗng và một que thụt. Khi bắn, chúng tôi nhét trái bời lời ở hai đầu ống trúc rồi dùng que thụt mạnh.
Đạn bời lời bắn ra kèm theo một tiếng bốp. Chúng phải đạn bời lời không đau lắm, nhưng vạt áo dính lốm đốm nhựa xanh. Lần nào chơi trò đánh trận giả bằng súng bời lời, tôi cũng bị mẹ mắng khi bà đem quần áo ra giặt. Không biết nói thêm gì nữa, tôi nhìn con Mận. Tao đi nhé. Tiểu qua nhà bạn xin à? Con Mận tự nhiên hỏi tôi một câu cắc cớ, làm tôi sững người. Nhớ đến lá thư hôm nào tôi gửi con xin, mặt tôi lập tức nóng ran. Đâu có, tôi cắn môi, tự nhiên nói thêm, tao hết thích chơi với con xin rồi. Con Mận có vẻ ngạc nhiên, nó nhíu mắt như thể bị chói nắng. Sao vậy? Tao cũng chẳng biết nữa, bây giờ tao chỉ thích chơi với mày. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Vì thực ra tôi cũng không chắc lắm về điều đó. Trước đây tình cảm tôi dành cho con Mận có lẽ không đủ cho một muỗng cà phê. Nói xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi lúng túng đưa tay xoa đầu, lại nhìn lên tán lá bời lời xanh ngắt. Con Mận có vẻ cảm động lắm. Nó khẽ đụng tay nó vào tay tôi, thật thà. Mình thích chơi với bạn lâu rồi. Phần thứ 30. Thằng Sơn. Thằng Sơn con ông Bao Huấn cũng thích con Mận. Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Ông Bao Huấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông cất được nhà lầu. Nhưng thằng Sơn lại học hành rốt đặc ăn mai. So với nó, con Mận vẫn còn giỏi chán. Sơn chơi bời lêu lổng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm. Ăn nói thì hỗn láo, sắc sược, nên ai cũng ghét. Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập, nên học đúc liền tù tì mấy năm. Ngày nào cũng vậy, cứ đến ngày liên học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó, rượt nó, chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy, vừa hai tay bụm đít. Nó lớn hơn tôi tới 3 tuổi, nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là vì vậy. Trưa này tôi cứ tưởng thằng Sơn thích bé Ba, con của ông Tư Cang. Bé Ba nghỉ học từ năm lớp 3. Nó ở nhà phụ ba mẹ đi dẫy cỏ, gieo mạ, cấy lúa, bón phân. Quanh năm lầm lũi ở ngoài đồng, nên da rẻ đen thui. Bù lại, do lao động chân tay nhiều, nó lớn vượt, người phỏng phao, da dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh. Tôi không biết con bé Ba có thích lại thằng Sơn hay không, hay là bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ, mà người ta đồn thằng Sơn nhiều lần rủ con bé Ba chui vô bụi cây tâm sự vì ông Tư Cang xách dựa đi lùng như là lùng mấy thằng đánh bà chó. Có lần tôi hỏi nó, mày thích con bé Ba thật à? Mặt nó vênh vênh, tao thích nó ít thôi, nó thích tao nhiều hơn. Có người bảo ba nó xách dựa đi lùng mày nhiều lần, có phải không? Thằng Sơn không đáp có hay không mà chỉ nhún vai, tao đâu có sợ ổng. Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách roi đi kiếm chú Đàn. Nhưng roi quất chỉ đau thôi, chứ không làm chết người. Mày mà để ống chém trúng một dựa là tiêu đời. Tôi rụt cổ. Tiêu cái này này, thằng Sơn dở giọng mất dạy, vừa nói nó vừa hầy quần ra phía trước. Nếu con bé Ba không khóc lóc năn nỉ, tao đã nện ba nó từ lâu rồi. Tôi không biết Sơn có nói dóc không, nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Cang thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế. So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi. Bộ dạng nó lại du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gổ với ai. Thấy tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp hái mắt. Mày hẹn nhau với con xin bao giờ chưa? Tôi khịt mũi, tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi rồng rắn lên mây. Ngu! Sơn phun nước bọt. Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó, phải dù nó chui vô bụi cây rậm rạp vắng vẻ. Mày mới ngu, bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vạc lại. Chui vô mấy chỗ đó, cho muỗi cắn à? Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi, theo cái cách mà người ta phẩy một con ruồi. Mày đúng là con nít, nói chuyện với con nít chán bỏ xử. Thế mày và con bé Ba chui vô bụi cây làm gì? Tôi liếm môi hỏi lại, cố kiềm tự ái. Sơn nhếch môi, giọng khinh thị, tụi tao làm cho người lớn, mày con nít không biết đâu. Tôi ngẩn người ra, cho người lớn là cho gì? Là trò này này. Sơn cười hề hề, hai bàn tay làm một cử chỉ hết sức tục tĩu. Tôi mất dạy. Tôi đỏ mặt, thế nào cũng có ngày ông Tư Cang chém chết mày. Nói xong tôi quay mình bỏ đi. Cách một đội xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai. Tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi gai cả người. Phần thứ 31. Lời đề nghị khiếm nhã. Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con bé Ba. Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt. Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi cách nhau 3 dãy bàn.
Nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra cặp kè với nó. Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò, xây nhà chán. Hai đứa chạy ra cổng trường, hùn tiền mua chung một cây kem. Nó cắn một miếng, tôi cắn một miếng. Thằng Sơn nhìn cảnh đó ngứa mắt lắc. Một hôm nó ngoắt tôi ra sau hè, hỏi thẳng, mày thích con Mận hả? Tôi gật đầu ngơ ngác đáp. Tại sao mày thích nó? Mày đang thích con Xin kia mà. Tôi biết tại sao, tôi thích con Mận, nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết. Ngoài thằng Tường, chuyện ba con Mận lộ ra, tiệm tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa, cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin. Nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi rùng mình, nói chớ. Ai bảo con Xin đem lá thư của tao nộp cho thầy? Thằng Sơn nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Chỉ vậy thôi hả? Tao nói láo, tao xách dép cho mày. Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó. Sơn co chân, đá văng mảnh ngói vỡ dưới chân, thở hắt ra. Bây giờ tao đề nghị thế này. Gì? Mày quay lại chơi với con Xin đi, để con Mận đó cho tao. Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay là một đôi dép vậy. Tôi há hốc miệng. Mày khùng hả Sơn? Làm như không nghe thấy tôi. Sơn cho tay vào túi, bốc ra một nắm bi. Nếu mày đồng ý, tao trả lại cho mày vốc bi này. Tao không thèm chơi bi. Sơn lại cho tay vào túi kia. Thế tao cho mày tiền. Tao cũng cóc cần tiền. Vậy chắc là mày cần thứ này. Sơn giơ nắm đấm lên, mặt hầm hầm. Tôi bước lui một bước. Sao mày bảo mày thích con bé ba? Sơn ngang phè. Tao thích cả hai đứa. Nó cười nhăn nhở. Đứa nào trông cũng ngon mắt. Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lởn vởn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phủ ra. Thứ như mày, đừng hòng giờ tới con Mận. Tôi nghiến răng ken két. Hỗn láo này. Thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi. Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó. Tôi ngã vật ra đất, có cảm giác quai hàm gãy vụn. Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giã gạo. Tôi không đấm trả được cái nào, cũng không vùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy mặt. Đấm chán, thằng Sơn dừng tay hàm hè. Thế nào, thứ như tao có dỡ được con Mận không? Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con Mận hôm nào, tôi quên cả đau. Dưới cái củ cải của tao đây này, đồ chó. Vừa hét lên tôi vừa phun một bãi nước bọt trúng ngay mặt thằng Sơn, kêu đánh bép. Bộ mặt nhơn nhơn của thằng Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu. Nó lại mím môi nện tôi thật lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt. Đang quĩnh quáng che chắn, cửu tay tôi chợt chạm phải một vật gì cứng cứng chỗ ngực áo. Tôi mò mẫm một lúc vớ được cây bút bi, liền rút ra đâm một phát thật mạnh. Ngòi bút soi thủng gò má thằng Sơn một lỗ nhỏ, chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ làm nó sôi máu, nện tôi càng hung hăng hơn. Bữa đó nếu không có đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa mép thầy giám thị, chắc người tôi nát như tương. Phần thứ 32, thằng Tường quyết định trả thù dùm tôi. Mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi lếch thếch về nhà với bộ mặt sưng vù. Trời ơi, con làm sao mà mặt mày bầm tím thế con? Tôi nói dối là tôi mải chạy nhảy, bị ngã vào cạnh bàn. Mẹ tôi chấm bông gòn vào nước muối xoa lên mặt tôi, lo lắng. Ngã vào cạnh bàn mà sưng húp nhiều chỗ thế kia. Tôi giả vờ hít hà để khỏi trả lời những câu hỏi chằm bạp của mẹ tôi. Thằng Tường đang ngồi chơi với con cũ cậu. Khi tôi lò dò ra nhà sau, cái vỉ đập ruồi nằm dưới nền nhà, ngay bên chân nó. Mày đang cho nó ăn à? Tôi khẽ giọng hỏi. Dạ. Tường ngước lên, bất thần la hoảng. Ôi, mặt anh sao thế? Có gì đâu. Tôi quẹt tay ngang má, nói bằng giọng như chưa từng có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Ngãi mà. Ngã. Tường già khắp mặt tôi, theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lồi lõm trên mặt trăng rồi lắc đầu. Không phải ngã. Ánh mắt nó vẫn bám cứng gương mặt tôi, như bằng cái nhìn đăm đăm đó, không cho tôi lắc đầu. Anh vừa đánh nhau với ai à? Ừ. Tôi xuôi xị, biết rằng không thể giấu thằng Tường được. Tôi buồn bã nói thêm. Cũng chẳng phải đánh nhau nữa, chỉ có nó đánh tao thôi. Tường xa sầm mặt, tôi thấy quai hàm nó bạnh ra. Đứa nào đánh anh vậy? Tôi ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi. Thằng Sơn. Thằng Sơn gấu nhất làng, đứa trẻ nào cũng ngán. Tôi cứ tưởng tên thằng Sơn vừa rời khỏi môi tôi sẽ biến thành cơn bão, sợ hãi quét ngang qua mặt Tường. Nhưng Tường làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Nó chỉ hỏi, thằng Sơn con ông Ba Huấn hả? Rồi nó nói ngay, không đợi tôi gật đầu.
cũng không buồn tìm hiểu tại sao thằng Sơn đánh tôi. Em sẽ trả thù cho anh. Tôi chẳng hân hoan chút nào khi nghe Tường tuyên bố trả thù dùm. Lòng tôi cứ ngay ngáy. Mày trả thù bằng cách nào? Tường thu nắm đấm. Em sẽ đánh nó. Đánh cái mốc gì? Tôi nhún vai, ngán ngẩm. Nó to như cái cột đình. Cả tao lẫn mày cùng xông vào, cũng chẳng ăn thua gì. Anh đừng lo. Dùng sức không được thì mình dùng mưu. Tường chớp mắt nói, vừa đặt tay lên vai tôi, như để chuyển sang tôi. Vài gam can đảm. Rồi nó nghiêm trang dặn, y hệt một ông anh dặn dò một đứa em. Hôm nay mình chưa thể đụng độ nó được. Chờ khi nào mặt mày lành lặn rồi, anh tìm cách dụ nó ra ngoài đồng trống. Hai anh em mình sẽ đập nó. Phần thứ 33. Thằng Tường ra tay. Lúc đầu tôi định dụ thằng Sơn ra Nghĩa Trang, nhưng Nghĩa Trang quá trống trải, đánh nhau thế nào cũng có người bắt gặp. Trong số những người có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau, dĩ nhiên có cả mẹ tôi. Thậm chí mẹ tôi rất có thể là khán giả đầu tiên, vì nhà tôi ở kế Nghĩa Trang. Suy đi tính lại, tôi rủ thằng Sơn ra bãi cỏ ở đằng sau nhà ông cả Hớn. Nhà ông cả Hớn trước khi bị sập, tức là trước khi ông xui xẻo trúng số độc đắc. Tứ bề trống hoác, nhưng khi dựng lại nhà, sẵn một công đôi chuyện, ông dùng mấy tấm cót quây kín khu vườn sau để ngăn gà lợn vào phá phách. Đánh nhau ở bãi cỏ tùm đó chắc chắn không ai nhìn thấy. Dụ thằng Sơn thì dễ thôi. Tôi nói, tao nghĩ lại rồi. Tao và mày tìm chỗ kín đáo nói chuyện, con Mận. Là nó hớn hở đi theo ngay, chẳng mày may ngờ vực gì. Nó chỉ hơi chột dạ khi thấy thằng Tường có mặt sẵn ở đó. Nhưng là đứa gan lì, lại tự tin, nó thử sức chấp hai anh em tôi. Sơn chỉ thoáng biến sắc, rồi nó trấn tĩnh ngay. Nó lử mắt nhìn Tường thăm dò. Sao mày cũng ở đây? Chuyện chị Mận có liên quan đến em mà. Tường tươi tỉnh đáp và chậm rãi tiến lại gần thằng Sơn. Liên quan? Sơn nhíu mày, chưa kịp hỏi dứt câu, thằng Tường đã thình lình nhảy sổ tới và cứng lấy nó. Đập nó đi anh hai. Tường vừa siết chặt cổ thằng Sơn vừa la lớn. Tôi bay vào, vung tay nện thình thịch lên tấm lưng to bè của thằng Sơn, cảm thấy như đang đấm vào một tấm phản bọc da trâu. Thằng Sơn sau phút bất ngờ mím môi mím lợi, cố gỡ tay Tường ra. Nhưng thằng oắt bám quá chặt, thằng Sơn lại bị mất thế nên hoay hoay một hồi vẫn không sao thoát ra được cái ghì của Tường. Cuối cùng nó nghĩ ra đòn hiểm, nó không cố gỡ thằng oắt ra nữa mà lòn tay xuống phía dưới, cù vào hai bên hông của Tường. Tường bị nhột, la oai oái và lập tức buông tay. Tức giận, mặc kệ tôi đang đấm thùng thụp trên lưng nó, và những cú đấm của tôi chắc cũng chẳng hề hấn gì nó. Thằng Sơn cứ tóm lấy Tường mà nện, nó vừa quật thẳng cánh vừa gầm gừ, dám đánh trộm tao nè. Ruột tôi nóng như lửa khi thấy thằng Sơn nghiến răng, giã tàn bạo lên đầu, lên cổ em tôi. Tôi không thèm đấm vô vọng lên lưng thằng Sơn nữa, mà chộp lấy hai tay của nó, gồng người giữ chặt. Nhưng sức tôi yếu, thằng Sơn chỉ vùng một cái là thoát ra ngay. Không biết thằng Tường có thấy cảnh đó không, mà miệng cứ hét toáng. Anh giữ tay nó đi, anh hai. Tôi lại tóm lấy tay thằng Sơn, và lại đè vuột mất. Đến lần thứ ba thì tôi nghe thằng Sơn kêu ối một tiếng, và quính quíu đưa hai tay lên bụng mắt. Đập nó đi anh hai, thằng Tường hô, nó hết thấy đường rồi. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe mắt mũi cay xè, hắt hơi liền mấy cái, hóa ra thằng Tường thủ sẵn bột ớt trong túi quần, thừa lúc thằng Sơn sơ hở liền vung ra. Thằng Sơn lúc này như người mù, hai tay quả quạng, miệng thét be be. Nó hấp háy mắt, luống cuống quay người bỏ chạy, nhưng vấp liền mấy mô đất, ngã rúi rụi. Trong thoáng mắt, tôi và Tường đã đè được nó xuống. Tường ngồi lên chân, tôi cưỡi lên ngực, cứ thế mà đấm túi bụi. Mặt thằng Sơn lúc này đã xám ngắt, như thể vừa chui ra từ đống tro. Cũng như tôi hôm trước, nó dùng cườm tay che mặt, né đòn. Sơn đã sợ lắm, nhưng vẫn còn gân cổ đe. Tao không bỏ qua cho anh em nhà mày đâu. Thằng Tường rút từ trong túi quần ra một cái cắt móng tay. Nó nắm chặt thứ đồ vô hại đó trong lòng bàn tay, để thò một tí kim loại ra ngoài, rồi vén áo thằng Sơn. Lên và dí vào bụng. Thằng này, anh biết cái gì đây không anh Sơn? Nghe lành lạnh chỗ rốn, thằng Sơn vãi mồ hôi, vẻ cứng cỏi lập tức tuột khỏi gương mặt nó. Có vẻ nó cố đừng để hai hàm răng va vào nhau. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng lộp bộp lẫn trong câu nói lắp bắp của nó. Ê, đừng chơi dại nha Tường. Tường ấn mạnh cày cắt móng tay. Không dại khôn gì hết á? Thích là em chơi à? Thằng Sơn run lập cập, mặt nó chuyển qua trắng bệch. Bây giờ thì nó lại giống như vừa chui ra từ một đống vôi. Đừng chơi ngu,
Tao mà chết là mày đi tù đó. Tường cười lạnh. Chả được thù, có đi tù em cũng vui. Tao và mày có thù oán gì đâu. Anh đụng vô anh hai em, tức là đụng vô em. Anh hiểu chưa? Anh nghe cho kỹ đây. Tường gằn giọng và nói chậm rãi, như để sự hăm dọa có đủ thì giờ ngấm vô đầu thằng Sơn. Từ hôm nay trở đi, để anh đụng vô anh hai em, dù chỉ một sợi lông chân thôi, em sẽ giết chết anh hiểu chưa? Hiểu, thằng Sơn tiếp tục, cả Lâm. Có lẽ nó không ngờ khắc tinh của nó là một thằng oắt xưa nay nổi tiếng hiền lành như Tường. Tường nhét cái cắt móng tay vào túi, đứng lên khỏi chân thằng Sơn, bảo tôi, tha cho nó đi, anh hai. Phần thứ 34, thằng Tường tự nhận mình quen chịu đòn. Tôi khen Tường khi hai anh em rảo bước trên đường về. Mày hay thật đấy, mưu mẹo thôi. Tôi liếm môi thú nhận. Tao chả bao giờ nghĩ ra mẹo được như mày. Cứ thấy nó lừng lững bước tới là đầu tao vón cục lại, chả nghĩ được gì cả. Những thằng hay cậy khỏe bắt nạt người khác thường là những thằng nhát chết. Tường nói như người lớn, hễ gặp đứa liều là nó nhũn ra ngay. Tôi nheo mắt thán phục. Mày triết lý ghê. Tường cười hì hì, câu này em học được ở trong sách. Thế từ nay thằng Sơn không dám gây sự với tao nữa hả mày? Tôi hồi hộp hỏi, bụng vẫn chưa hết lo. Mặc dù lúc nãy tôi bắt gặp ánh mắt chết khiếp của thằng Sơn khi Tường dí cái cắt móng tay vào bụng nó. Tường vỗ lưng tôi, chắc chắn rồi, anh yên tâm đi. Đang nói Tường bỗng kêu oái một tiếng, mày sao thế? Tôi quay phát lại, thấy thằng oắt đang hạ tay xuống một cách khó khăn. Không sao. Tường trấn an tôi, trông như nó cố ép mình, đừng nhăn nhó. Rồi thấy tôi nhìn nó chằm chằm, Tường khẽ vung mạnh cánh tay lên mỉm cười. Em hết đau rồi. Tại khi nãy em cử động đột ngột thôi. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, trong cuộc ác chiến lúc nãy, từ đầu tới cuối chỉ có Tường bị ăn đòn của thằng Sơn. Nó làm cảm tử quân, xông vào bắt sống giặc, đưa lưng chịu trận. Còn tôi tính ra tôi chưa ăn quả đấm nào. Hết đau cái con khỉ. Tôi mắng Tường và nghe mũi mình cay cay. Em hết đau thật mà, Tường nói, lẩn tránh ánh mắt của tôi. Tôi đá tung bụi cỏ dưới chân, hở mũi. Khi nãy tao thấy nó dã mày như dã cua, dã thế dập bén hết cả người. Anh đừng lo, em chịu đòn quen rồi. Thằng Tường nói giọng thản nhiên. Nó nghĩ nó nói vậy sẽ làm tôi yên tâm. Thực ra càng khiến cho tôi thêm bùi ngồi. Nó đẹp trai hơn tôi, ham đọc sách hơn tôi, chịu khó hơn tôi, giàu tình cảm hơn tôi. Cái gì nó cũng hơn tôi. Mà sao số nó hẩm hiu quá. Quen gì không quen, lại đi quen chịu đòn. Sao khi nãy mày không ném bột ớt ngay từ đầu? Tôi day dứt hỏi. Như thế thì mày đâu có bị bầm dập. Ném từ đầu sao được anh hai? Tường lúc lắc món tóc dày trước trán. Lúc nhắc thấy em, thằng Sơn đã cảnh giác rồi. Nó nhìn em chằm chằm. Em cho tay vào túi là nó nghi liền. Tôi thở dài. Chẳng biết nói gì thêm. Tôi lại đá chân vào không khí. Mà mày đánh nhau liều mạng thật đấy. Phần thứ 35. Thằng Sơn lại âm mưu. Hôm sau đến lớp, tôi không dám lại gần thằng Sơn. Lúc vô học, buộc phải ngồi cạnh nó. Bụng tôi thon thót suốt buổi sáng. Nhưng từ lúc vô lớp đến lúc ra về, nó vẫn ngồi im như tượng. Chỉ khi bọn học trò ôm cặp chen nhau ra cổng, nó mới lại gần vỗ vai tôi. Nè Thiều. Gì? Tôi xoay người một vòng để tránh bàn tay của nó. Hoang mang hỏi, trong một lúc tôi chột dạ nghĩ, chẳng lẽ thằng Tường đoán sai? Nhưng Sơn không nhắc gì tới chuyện đánh nhau hôm qua. Nó nói một câu như đánh đố, chẳng ăn nhập gì đến nỗi lo lắng trong lòng tôi. Mày đừng tưởng cả làng này ai cũng ngu. Dĩ nhiên động tác duy nhất tôi có thể làm trong lúc đó là há hốc miệng ra nhìn nó, hồi hộp chờ xem nó sẽ nói tiếp câu gì nữa sau câu mở đầu bí hiểm kia. Không để tôi đợi lâu, thằng Sơn nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch môi thâm độc. Mày tưởng tao không biết bí mật nhà con Mận hả? Câu nói của thằng Sơn làm tôi choáng váng, như người bị nện búa vào đầu. Tôi chỉ muốn lập tức quỵu chân xuống. Số phận của gia đình nó đang nằm trong tay tao. Bây giờ tao bảo gì mà nó chẳng nghe. Giọng điệu hăm dọa của thằng Sơn lại cất lên, sát vào tai tôi như sát muối. Một cảm giác ngột ngạt, khó chịu lấp đầy ngực tôi, khiến tôi phải hít vào liên tục. Mày định làm gì? Tôi hổn hển nói. Tao định làm gì thì mày cũng biết rồi đó. Thằng Sơn úp mở, cố tình nói lòng vòng để khoái trá, nhấm nháp, nỗi lo âu ánh lên trong mắt tôi. Trong một giây tôi nghe máu dồn lên mặt. Lúc đó, nếu có thể cắn cổ thằng Sơn được, tôi sẽ không ngại ngần gì mà không nhảy sổ vào nó.
Tôi thu nắm đấm, môi dần giật. Mày không được đụng tới con mận. Chà, mày ra lệnh cho tao đấy hả Thiều? Sơn phun một bãi nước bọt. Mày nghĩ mày là ai vậy? Nó lại đập tay lên vai tôi hử giọng. Thằng em mày thì kinh thật, chứ mày thì chỉ là con muỗi trong mắt tao thôi. Tao chỉ bóp một cái là bẹp. Lần này nói xong, nó quay lưng đi thẳng. Tay tung tẩy, cái cặp sách, miệng nghiêu ngao, giật những câu mất dạy. Em ơi, cái vú em tròn. Tôi ngoái cổ nhìn quanh để xem con mận ở đâu, nhưng tôi không nhìn thấy nó. Bên kia hàng rào, giữa sân trường, những cánh hoa đỏ đã bắt đầu lốm đốm trên tàng phượng báo hiệu mùa hè sắp về. Tiếng ve kêu râm ran mấy ngày nay, nhưng mà sa đà vào cuộc chiến giằng dai với thằng Sơn, tôi không để ý. Thế là đã đến mùa đi bắt ve sầu, nhưng tôi nhận ra lòng tôi đã không còn thanh thản nữa. Bộ tịch đều cáng của thằng Sơn mấy ngày nay đã cắm sâu vào tâm trí tôi như một thứ nấm độc. Cắn môi, muốn rớm máu, tôi ngoảnh nhìn theo nó bằng ánh mắt đau khổ, chán ghét và bất lực. Bụng chỉ cầu cho nó chết sông chết suối hay là chết cháy quách đi cho rồi. Phần thứ 36, ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con mận. Tâm trạng nặng nề, lại không chia sẻ được với ai, khiến mặt tôi cứ rào rào. Có khi cả ngày tôi không cười một tiếng. Thằng Tường tò mò. Anh đang buồn chuyện gì hả? Anh hai? Đâu có. Tôi chối phát. Những chuyện như thế này tôi biết tôi không thể tâm sự với thằng Tường. Ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con mận. Có ngày tôi qua nhà nó 2-3 lần, chỉ để hỏi vu vơ. Hôm nay có đứa nào trong lớp tới đây chơi không hả mày? Lúc đầu con mận nói không. Về sau thấy tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu, nó cười khúc khích. Thiều làm sao thế? Tôi chép miệng bối rối. Tao có làm sao đâu, hỏi chơi vậy thôi. Như vậy thằng Sơn vẫn chưa hành động. Chắc nó đang chờ cơ hội thuận tiện. Tôi thở phào và tìm cách lảng xa đề tài khó nói này. Lúc này mày có còn phơi những ngón tay bên ngoài cửa sổ không? Ngày nào mình cũng phơi. Tôi nhớ đến những giọt nước mắt của nó. Thế còn gương mặt mày có phơi không? Có. Mày vẫn bị ăn đòn của mẹ mày à? Con mận không trả lời, nhưng mặt nó buồn xo. Tại sao mẹ mày lại hay đánh mày vậy? Tôi nhíu mày, đột nhiên thấy lòng xe lại. Tao thấy mày siêng việc nhà lắm mà. Điểm học tập của mày tháng này cũng đâu có tệ. Ngay câu hỏi này, có vẻ con mận cũng không muốn trả lời. Chỉ đến khi tôi khẽ đụng tay vào tay nó, tỏ ý dục, nó mới ấp úng đáp. Mẹ mình đánh mình không có lý do gì hết á. Thấy ngứa mắt thì đánh thôi. Thấy ngứa mắt là sao? Tôi tròn xe mắt. Mình cũng chẳng hiểu. Con mận lắc đầu, giọng đã chớm sụt sịt. Mẹ mình bảo thế. Vừa nói con mận vừa quay mặt đi, cố tình đưa lưng về phía tôi. Chỉ nhìn thấy nó từ phía sau, tôi vẫn có cảm giác vừa nuốt vào một tiếng nấc. Dạo này mẹ mình lúc nào cũng buồn bực, vẫn không xoay người lại. Con mận u uẩn nói thêm. Nghe buồn rười rượi. Chắc là mẹ nó buồn bực chuyện gia đình. Tôi nghĩ bụng. Ờ, ba nó như thế, mẹ nó chắc phiền não lắm. Có đủ thứ để lo lắng. Lo chạy chữa hàng ngày cho cả nhà, lo chăm sóc cho ba nó, lo bí mật vỡ lở. Có lẽ vì vậy mà mẹ nó trở nên cáu gắt, động một tí là thượng cản chân, hạ cẳng tay với nó. Tự nhiên tôi thấy thương con mận quá. Tôi muốn nói với nó, mày nên đề phòng thằng Sơn. Nhưng cuối cùng tôi giấu nhẹm chuyện đó. Tôi không muốn con mận thêm rối trí. Bữa đó, trước khi ra về, tôi đứng dưới gốc bời lời cầm tay nó an ủi. Mày đừng buồn nữa, khi nào ba mày hết bệnh, nhà mày sẽ lại vui như xưa. Tôi nói, nhưng tôi biết, tôi không tin vào lời nói của mình. Tôi không rõ ba con mận có bị bệnh phong thật không, nhưng nếu là bệnh phong thì không thể chữa được. Tôi nghe người làng nói thế. Họ bảo những người bệnh phong thường chọn cách bỏ đi thật xa, vào tận rừng sâu núi thẳm. Họ sống quần tụ với nhau ở một thế giới hưu quạnh, cách biệt hẳn với loài người, trong khi chờ tử thần tới rước đi. Ôi, buồn quá. Phần thứ 37, căn gác nhà con mận. Tôi cầu cho thằng Sơn bị chết cháy, nếu nó không ngã xuống sông suối làm mồi cho Hà Bá. Nhưng nhà bị cháy lại là nhà con mận. Hôm đó là buổi học cuối cùng trước khi bế giảng. Thực ra chúng tôi đến lớp là để dự liên hoan. Bọn học trò khệ nệ khiêng bàn quây thành hình chữ nhật, rồi bày ra bánh kẹo, trái cây, nước ngọt, xúm lại ăn uống, giành giật và cãi vã. Sau đó là ca hát, tức là thi nhau cố giống thật to và vỗ tay cho thật lớn. Khi đã căng bụng, cả bọn chạy ra sân xem các lớp thi thả diều. Trong khi tôi và con mận đang ngước mắt mê mải dõi theo những cánh diều sặc sỡ
đang uốn lượn trên không. Thằng ghế con ông Nam Ve không biết từ đâu chạy tới. Thắng xe đạp ngay cạnh hàng rào, chõ miệng vô trong sân kêu lớn. Chị Mận ơi, nhà chị đang cháy, chị về ngay đi. Con Mận mặt cắt không còn hột máu, ba chân bốn cẳng, tuồn ra cổng. Trông nó như đang bay trên mặt đất, tôi cũng tức tốc chạy theo, mặt mày nhớn nhác, ruột can, đau thắt từng chập. Thằng ghế chở con Mận vọt đi trước, tôi lẽo đẽo chạy bộ phía sau. Đang chạy, nghe tiếng chân đệm thậm thịch, tôi quay lại thấy 4-5 đứa khác nối đuôi phía sau. Đây là những đứa tình cờ nghe chuyện, hiếu kỳ chạy đi xem. Bộ tịch hớn hở như đi ăn cỗ, chứ không phải là đi xem cháy nhà. Khi tôi tới nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt. Hàng xóm đang túm tụm chỉ rào, người xách thùng, kẻ xách gầu, người bưng xô. Tôi thấy có cả mẹ tôi và thằng Tường đứng lẫn trong đó, quần áo nhàu nhò và xốc xếch thảm hại. Tôi không thấy con Mận đâu, đi quanh nhà, lần ra sau hè, cố không để mẹ tôi bắt gặp. Con gác phía sau bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong đám khói đen lơ lửng, con Mận và mẹ nó cùng một vài người khác đang loay hoay bới tìm, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại. Sau trận hỏa hoạn, hai mẹ con vừa lom khom, bơi móc vừa khóc như di. Tôi nấp sau bụi chuối nhẹ nhẹ thở ra. May quá, nếu mọi người không đến kịp, chắc ngọn lửa sẽ lan rộng và gia sản nhà con Mận sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đang thở ra tôi lập tức hít vào. Khi sực nhớ tới ba con Mận. Chết rồi, ba con Mận bị nhốt trong căn gác, không biết có kịp chạy thoát không. Mẹ con nó khóc như thế, có lẽ ba nó gặp chuyện gì rồi. Tôi thoát bụng lại, mường tượng đến người đàn ông hiền lành và gầy gò, từng cắt tóc cho tôi suốt những năm niên thiếu, tự dưng nước mắt chảy quanh. Một bàn tay nắm lấy tay tôi và một giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc vang lên. Đi về nhà đi con. Tôi níu lại. Mẹ, con muốn gặp con Mận. Con muốn hỏi xem... Mai mốt gặp, đây không phải là chỗ của con nít. Vừa nói mẹ tôi vừa lôi tôi ra cổng, với thằng Tường làm cái đuôi lếch thếch phía sau. Phần thứ 38, chim non bơ vơ. Mẹ con Mận bị bắt ngay chiều hôm đó. Công an huyện bảo tìm thấy xương người trong đám cháy nên giam giữ mẹ nó để điều tra. Chuyện ba con Mận lâu nay vẫn lén lút sống trên căn gác thoáng chốc loang ra khắp làng. Chiều hôm đó, đi đâu tôi cũng nghe người ta bàn tán về mỗi đề tài này. Bằng đủ thứ giọng, tiếc thương, trách móc, chê bai, rồi tội nghiệp. Người lớn tha hồ đàm tiếu, đám con nít bu đen bu đỏ xung quanh vảnh tai hóng chuyện. Chỉ có tôi là lảng đi chỗ khác. Nghe người ta xì xầm về chuyện nhà con Mận mà tôi khổ sở, bần thần, như thể chính mình bị đem ra làm mồi cho đám đông. Tôi đi vơ vẩn suốt buổi chiều, đến khi trời sập tối. Nóng lòng quá, tôi co giò chạy sang nhà con Mận. Nhà nó đồ đạc ngổn ngang, trong không khí vẫn ngập tràn mùi khói. Hình như con Mận chẳng buồn thu dọn. Lúc tôi tới, nó đang ngồi trên bục cửa trước nhà, đầu gục trên cánh tay, theo cái kiểu sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa. Có vẻ như nó ngồi bất động như vậy từ trưa đến giờ. Trong một phút, lòng tôi như tan chảy ra khi bắt gặp ở cô bạn thân yêu cái dáng vẻ ủ rũ thảm sầu, không thể nhầm được của kẻ bị số phận thình lình đánh quỵ. Không muốn làm con Mận giận mình, tôi đứng yên chỗ gốc bời lời, lặng lẽ ngắm nó. Lúc này trông nó chẳng khác nào con chim non bơ vơ khi chiều xuống. Chỉ trong một ngày, nhà nó cháy, ba nó chết, mẹ nó bị bắt. Cứ như địa ngục đột ngột chút xuống đầu. Tiếng sột soạt trong nhà vọng ra, rồi mẹ tôi xuất hiện. Tôi đoán rằng bà đang quét tước nhà cửa và sắp xếp đồ đạc giúp con Mận. Mẹ tôi nhìn thấy tôi ngay khi bước ra cửa. Tôi nhìn lại bà, nơm nớp chờ đợi. Nhưng khác với tôi nghĩ, bà không đuổi tôi về. Mẹ tôi chỉ nói nhẹ nhàng, thờ ơ, vẻ mệt mỏi hằn trên nét mặt. Thiều đó hả con? Bà hỏi làm như bà không trông thấy tôi, hoặc thấy nhưng không biết chắc tôi là ai. Dạ, tôi Lý Nhí. Lần này thì mẹ tôi đuổi tôi thật. Con về nhà đi, có mẹ ở đây dọn dẹp được rồi. Lòng tôi lập tức trùng xuống. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng năn nỉ, mẹ tôi đã nói tiếp. Con về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, rồi tối qua đây ngủ trong nhà giúp bạn. Dạ. Tôi gật đầu sung sướng, hết sức bất ngờ trước đề nghị của mẹ tôi. Trong niềm hân hoan đó, tôi nước mắt về phía con Mận. Nhưng con Mận như có vẻ không nghe thấy những câu đối đáp giữa hai mẹ con tôi. Đầu vẫn gục thiểu não trên hai cánh tay, tóc xõa lệch một bên vai. Nó ngồi co rút trong bóng chiều, trông như một pho tượng cô đơn, được nỗi buồn chạm trổ và đem đặt trước cửa nhà từ thời nào xa lắm.
Phần thứ 39. Buổi tối ở nhà con Mận. Tối đó, tôi xách qua cho con Mận một gà mên, cơm. Có mấy con tôm rang dài bên trên, trông nó chẳng bớt héo hắt chút nào. Nhưng khi thấy tôi, mặt nó tươi lên được một tẹo. Thiều qua ngủ, giúp mình trông nhà đi à? Như vậy là hồi chiều lúc ở trên bục cửa, nó có nghe thấy những lời dặn dò của mẹ tôi. Tôi ở và đặt gà mên cơm lên bàn. Mẹ tao kêu tao đem cơm cho mày, mày chưa ăn tối phải không? Mình không muốn ăn, giọng con Mận ròng ròng. Mày phải ăn mới có sức khỏe được. Tôi nói hệt như lời mẹ tôi vẫn nói với tôi khi tôi biếng ăn. Con Mận bướng bỉnh, nhưng mình không thấy đói. Tôi đảo mắt, cố tìm một lý do chính đáng. Mày không ăn, mẹ mày mà biết mẹ mày buồn lắm. Tôi đem mẹ nó ra để cho nó biết thương mẹ mà chịu ăn cơm. Nào ngờ nó òa khóc. Không biết chừng nào mẹ mình mới được thả về. Chắc là sớm thôi. Tôi đáp bừa, bụng nghĩ nếu công an phát hiện ra chuyện mẹ nó nhốt ba nó ở trên gác để ông vô tình bị chết trong đám cháy, chắc mẹ nó còn lâu lắm mới được thả về. Con Mận con lẽ cũng đang nghĩ thế, nên nó chẳng tỏ vẻ gì hoan hỉ trước câu nói của tôi. Nó nức nở thêm một hồi rồi chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Có một lúc tôi nghĩ tâm trí nó chắc đang lang thang ở đâu đó xa lắm. Có thể ở chỗ mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ cũng nên. Tôi không biết những hình ảnh gì đang hiện ra trong đầu con Mận, nhưng nhìn dáng ngồi của nó, cứ thấy tội tội thế nào. Tôi tặc lưỡi, phá tan sự ngột ngạt. Mà làm sao con gác nhà mày bốc cháy được hả Mận? Nhà mày có thổi cơm trên gác đâu. Ba mày cũng không hút thuốc. Con Mận quay lại nhìn tôi, ngơ ngác một hồi, mới hiểu tôi đang nói gì. Chắc là do ba mình bất cẩn. Nó thút thít, trên gác có cây đèn, hột vịt, đặt cạnh tượng Phật Quan Âm. À, ra vậy. Tôi gật gù buột miệng, rồi xô ghế đứng lên, để tao ra sau nhà lấy chén đũa cho mày ăn cơm. Mình ăn trong gà mên được rồi, khỏi cần phải chén đũa. Tôi mở cờ trong bụng khi thấy con Mận mắc mưu tôi. Nó không còn khăng khăng đòi nhịn đói nữa. Tôi liền co chân chạy xuống bếp hào hứng. Vậy để tao lấy cho mày cái muỗng. Phần thứ 40. Ban đêm ở nhà con Mận. Nhà con Mận có hai cái giường tre. Tối tôi ngủ trên chiếc giường xưa nay nó vẫn nằm, kê ở nhà ngoài, cạnh chiếc bàn học ọp ẹp. Còn nó ngủ trên giường của mẹ nó. Giường mẹ nó kê trong buồng, bên cạnh dãy kệ chứa nước mắm, xì dầu, mì sợi và các thứ gia vị linh tinh. Dĩ nhiên tôi rất sung sướng khi mẹ tôi sai tôi qua ngủ ở nhà con Mận. Tôi không biết làm gì để chia sẻ hay giúp đỡ nó trong lúc này. Qua nhà nó ngủ để giúp nó đỡ sợ trộm, sợ ma là điều duy nhất tôi có thể làm được. Tôi là đứa sợ ma, nhưng đang xúc động trước hoàn cảnh không may của Mận, tôi quên bẵng nỗi sợ của mình. Chỉ biết đến khi bóng tối chụp xuống, con Mận đã vô buồng nằm, chỉ để lại ngọn đèn hột vịt leo lét trên đầu tủ, tôi mới bắt đầu trần trợn. Tiếng côn trùng di dỉ vọng vào từ ngoài nghĩa trang. Lúc ở nhà tôi không bao giờ để ý, đêm nay tôi bỗng nghe rõ mồn một âm thanh buồn tẻ đó gãi đều đều lên trái tim tôi, khiến cho tim tôi co thắt từng chặp. Tôi lại phập phồng nghĩ đến ba con Mận. Hồi trưa ông bị chết một cách oan uổng, chắc hồn ma của ông giờ này đang quanh quẩn đâu đây. Có khi ông đang đứng cạnh giường tôi, nhưng tôi không nhìn thấy đó thôi. Càng nghĩ càng hãi, tôi kéo mền trùm kín đầu, vẫn chẳng bớt sợ chút nào. Bây giờ tôi mới tiếc hồi hụi đã không rủ thằng Tường đi theo. Có nó nằm bên cạnh, chắc tôi không đến nỗi sợ đến người thế này. Trong lúc nỗi sợ xòe móng vuốt chộp cứng lấy tôi, chiếc giường bỗng rung lên. Và khi cảm nhận có ai đó vừa ngồi lên giường ngay bên cạnh tôi, quai hàm tôi đã lập tức bị đông cứng. Tôi gân cổ cố thét lên thật lớn, nhưng chỉ phun ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa. Thiều đừng sợ, mình đây. Con Mận biết thừa tôi đang chết khiếp, khẽ giọng nói. Nó ngả lưng nằm xuống cạnh tôi và nói tiếp. Ngủ trong buồng một mình sợ lắm. Khi biết đó là con Mận chứ không phải là ba con Mận, trái tim tôi từ từ đập chậm lại. Hóa ra con Mận cũng nhát gan như tôi. Trưa nay nó ngủ trong nhà có ba, có mẹ. Đêm nay lần đầu tiên nó ngủ một mình. Lại sau một cơn biến động lớn như thế, chắc nó bồn chồn lo lắng lắm. Tôi thích người vào phía trong và chui đầu ra khỏi mền, vui vẻ thú nhận. Nãy giờ tao cũng sợ sợ thế nào, cứ chằn chọc hoài. Có mày nằm bên cạnh, tao mới yên tâm chợp mắt. Con Mận là con gái, nửa đêm tự nhiên chạy ra ngủ chung với tôi, chắc nó ngượng lắm. Mặc tôi huyên thuyên, nó không nói gì. Tôi tính ba hoa thêm vài câu nữa, nhưng thấy nó ngó lơ chỗ khác, liền nín thinh.
Bữa đó, trước khi dỗ giấc, tôi vẫn kịp nhìn thấy con Mận chèn cái gối ở giữa tôi và nó. Con gái, ý tứ ghê. Phần thứ 41. Buổi sáng tôi gặp chú Đàn. Con Mận chèn cái gối ở giữa hai đứa, ý là để làm rào chắn. Nó sợ nửa khuya ngủ quên, nó lăn qua phía tôi, hoặc là tôi lăn qua phía nó. Như vậy thì xấu hổ chết được. Nhưng cái rào của con Mận chẳng chắn được gì. Sáng ra tôi mở mắt, đã thấy nó đang quàng tay ôm cả tôi lẫn chiếc gối. Nó vẫn còn ngủ, hơi thở êm thềm, thổi phơ phất những sợi tóc vướng ngang gò má hồng hồng. Tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nó, thấy vẫn còn vài giọt lệ chưa khô, còn hoen trên má. Chắc hôm qua nó khóc suốt đêm. Tôi cảm động nghĩ và se sẽ gỡ tay nó ra. Tôi ngắm nó thêm một lúc nữa, rồi nhón chân, rón rén ra khỏi nhà. Tôi gặp chú Đàn trên đường lộ. Thiều dậy sớm thế? Chú trợn mắt nhìn tôi. Tối qua con ngủ ở nhà con Mận, mẹ con bảo con qua ngủ trong nhà giùm nó. Ờ, con giúp bạn thế là tốt. Chú Đàn xoa đầu tôi bằng bàn tay duy nhất. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến những cái hoa tay của con Mận. Chú ơi, con Mận có tới 10 cái hoa tay đó, chú. Thế à? Chú Đàn ồ lên. Thế thì bạn đó viết và vẽ phải đẹp lắm. Tôi biết con Mận viết và vẽ không đẹp tẹo nào, nhưng tôi không phản bác nhận xét của chú Đàn. Có thể con Mận suốt ngày quần quật việc nhà, không có thời giờ để tập viết và vẽ như những đứa trẻ khác. Nếu nó được rảnh rang như tôi, biết đâu nó viết và vẽ đẹp nhất lớp cũng nên. Tự nhiên tôi nói, hôm qua con sợ ma, nhưng con Mận còn sợ ma hơn con. Nửa đêm nó ôm cối chạy qua ngủ chung giường với con. Rồi sợ chú Đàn hiểu lầm, tôi vội vã nói thêm, con Mận có đặt một chiếc gối giữa con và nó. Chú Đàn phì cười. Thế sau đó thì sao? Thì ngủ chứ sao ạ? Tôi hồn nhiên đáp. Có con Mận nằm bên cạnh, tự dưng con hết sợ. Con ngủ say ơi là say. Chú Đàn lườm tôi. Đi trong nhà giúp bạn mà ngủ say như thế, cô ngài trộm vào khiêng con đi mất. Chú đừng lo, tôi cười. Sáng ra thấy con Mận ôm con chặt lắm, trộm không khiêng đi được đâu. Nói xong tôi bất giác đỏ bừng mặt. Thậm chí tôi như nổi điên lên với chính mình khi nhận ra tôi đã bộp chộp kể cho chú Đàn nghe cái chi tiết lẽ ra tôi không nên để lộ với bất cứ ai. Nhưng phản ứng của chú Đàn ra ngoài suy nghĩ của tôi. Chú đột ngột hạ giọng, vẻ trầm tư. Bạn của con không sợ ma đâu. Bạn của con đang sợ nỗi trống trải. Con nên luôn luôn ở bên cạnh bạn, nha con.